Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay là miền Nam trên kênh nóng về, mong anh chị em quan hỷ tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai 5 tháng 2 trên đài Tiền Giang, Kiên Giang và Lạc. Mời anh chị em tham khảo Tiền Giang mình dự đoán cái cặp 4884, còn Kiên Giang mình dự đoán cái cặp 2772, còn Đà Lạt mình dự đoán cái cặp 8998. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc anh chị em nhiều may mắn và tài lộc ngày mai.